Chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay đi lên dinh dựng với chú Tư mà. Nhả về hướng mình nha các bạn. Trên đây nó có cái nhánh đó, ông chú cũng sợ nấy nha các bạn. Kéo tiếp nè. Cái này dài nha. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Kéo này, kéo này, kéo này, kéo này, mạnh luôn, mạnh luôn. Mạnh luôn, mạnh luôn. Mạnh luôn. Wow. Đầu tiên luôn bạn ơi, nó hơi nhá vô cầm dây điện các bạn, hơi quơ quơ, ở có cái nhánh đó các bạn, nó cản cái này hơi nhiều qua đây nha. Giờ anh chuẩn bị lên mé cái áo này dưới cây bà đằng các bạn, mé xong mới hạ được nha các bạn. Đúng luôn cho nó dựa lại cái này nè. Giờ anh mượn cây gáo để anh qua nha các bạn. Cái cây vừa rồi là nó bị hơi chạm dây điện các bạn. Nó hơi cọ dây điện, nó quơ cộng dây điện. Cho nên cây này anh Giang phải lên mé các bạn. Mé bớt này nó bị dựa vô cái nhánh này nè các bạn. Đó, dựa vô nhánh này cho nên nó hơi ngã qua phương cộng dây điện lên. Giờ anh Giang lên mé cái cây này để hạ cây bên đây các bạn. Mé bớt mấy nhánh này, ba nhánh. Rồi. Rớt các bạn, rớt xuống ngoài. Wow, sát mình luôn rồi. Wow. Nhớ bên kia cho dựa qua bên hướng này giáo gì vậy. Wow, xong luôn rồi.
xuống đó bạn. Mé mới nhanh gáo bỏ luôn đi nha. Khoan, chưa đúng cái đó. Cái này trước nè. Cái lớn này trước nè. Xuống này hạ cái này luôn rồi. Khá là to nha bạn. Phương anh chuẩn bị lên cái này các bạn, lên là bấm đọt nữa nha bạn, bấm bớt nữa tại nó quá trời dài nha bạn, nó dài quá nó đập qua đây là sát bên đây là hàng dừa nữa các bạn, sẽ trúng hàng dừa nó mình phải đền đó, cho nên giờ anh Phương phải lên anh bấm ngay cái đọt xuống một khúc nha bạn. Tối mới mưa xong giờ này rất là trơn các bạn. Bấm cái thật đó mà cho nó xô nó qua bên gớt ra ngoài kinh đó anh Phương. Lên ngay cái nạn ba trên luôn á. Bấm bớt mấy cái nhánh đó cho nó, mấy cái nhánh kia cho nó bay xong đi. Anh lấy máy lên nha bạn. Anh vừa lấy máy lên là trời kìa, kéo mây mưa luôn nha bạn. Trời đông mưa lâm râm luôn nè. Cho nên nó rất là tối nha bạn. Quay đỡ cái này anh cắt cái đó xong là anh xuống nha bạn. Quá trời chân mưa nè bạn, đang mưa lâm râm luôn nè, đen mịt mù luôn nha bạn. Giờ anh bấm mấy cái tợp nó xuống xong là anh xuống nha, xuống để mới hạ ngang gốc cho tạnh mưa rồi mới hạ ngang gốc nha bạn. Giờ anh bấm ngang một cái nhánh với mấy sông bỏ trước nha bạn, xong bấm ngang cái đọt nha. Trời chứ mưa tối thui luôn các bạn. Giờ đang cái lỡ rồi anh bấm cho nó xong luôn. Cái trời này trên cây rất là nguy hiểm nha bạn. Rớt đó bạn. Wow, nguyên nhân lớn luôn bạn. Rồi anh bấm nghe cái tợp đó các bạn. Bỏ liền đi. Bỏ liền đi. Bỏ liền đi. Bỏ liền đi. Rồi bỏ miệng đi, bỏ miệng đi. Bỏ miệng, khách trước nhà bây Phương.
cho nó bay xong đường nữa, cho nó bay xong đường nữa. Cho bay xong đường nữa. Chăng vậy là nó bay à? Nó bay xuống rồi. Rồi cắt lên luôn ơi. Rớt nó bay, nguyên nhắn xuống rồi các bạn. Nguyên cái đọt luôn các bạn. Wow, quá hay đó. Ờ. Quá đẹp. Đẹp rồi đó. Cắt cái đó luôn ơi. Cắt cái đó luôn. Còn cái nhánh bên kia nữa các bạn. Rồi 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 rồi. Sao dây nằm ngoài vậy Tư? Đang mở miệng đó mà. Từ con chó phóng ra sông luôn các bạn. Cho ông chặn quái cây kia đang chó bay xong mà. Rồi 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 rồi. Đây 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 đây, tiếp 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 tiếp. Rồi chơi đi. Rồi bay luôn rồi. Rớt luôn, quá hay. Rồi, vậy đi. An toàn rồi đó. Không sao đâu Phương ơi. Xuống kéo về giật qua nó qua à. Xuống đi. Nó thường xuống nó cắt ngang gốc luôn các bạn. Quá là tối luôn mà. Mưa tối luôn. Trời mưa bạn quên hạ luôn các bạn. Đang gấp mưa lớn luôn các bạn. Cho ra ngoài chút đi Phương ơi. Cho ra ngoài đi, ra ngoài đi. Ra ngoài chút. Ra ngoài chút đi. Ra ngoài anh đó, ra ngoài sông chút đi. Rồi xuống đi. Tiếp theo ơi. Wow, ngay luôn. Quá hay. Thì kết thúc video đây. Hẹn các bạn ở video sau nha.